Năm ngoái bắt đầu chị Phương mới biết tới số, rồi chị Phương ghé mua, sự là không 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 biết hay là không 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 dùng bất kể cái PR hay là gì hết trơn á, mà rất là quý. Thì chị Phương sẽ sử dụng những cái trang phục của shop mình để đi quay hay là đi diễn, tại vì cái đồ mà nhanh lên á thì nó rất là dễ thương, mà rất là gần gũi, rất là dễ mặc, chứ không có mang tính chất nghệ sĩ quá hay là mang tính chất đi tiệc biểu diễn nhiều quá. Nên là khi mà chị Phương ghé shop thì thực sự rất là vui và rất là ngạc nhiên luôn. Nên là hai chị em có duyên từ đó tới giờ luôn. Mà thật ra lần đầu chị ghé không phải ở đây đâu. Chị ghé là hồi ở Đặng Văn Ngữ. Đặng Văn Ngữ chị ghé thôi á? Ừ, nhưng mà không có em, như là chị có bác thôi. Ui thiệt hả? Em không tin luôn. Sao hôm nay mới nói? Thì tại vì hôm nay em mới nói chuyện. Trời ơi, sao hôm nay lên mới nói? Thật luôn đúng không ạ? Em định chia sẻ tâm sự thật hết tất cả những cái gì mà mình biết đấy luôn. Rồi mọi người biết không, cái lúc mà cái thời gian mà chị Phương mua đồ á, lúc đó là mình đang chị Phương ghé đều nha. Tự nhiên cái thời gian của tháng 8 năm ngoái chị Phương bị bận, rồi không thấy chị Phương ghé luôn. Và sự rất là buồn, không biết là chị Phương có đi chỗ khác không, không ghé em. Không biết luôn á, đến khi mà báo chí đưa tin thì lúc đấy là cũng nhanh mới biết. Là rất là cảm thấy thực sự là buồn, thực sự là không biết là ngày mai sẽ là sao luôn. Nhưng mà hôm nay mà chị ở đây với em thì em cảm thấy rất là trân trọng, rất là quý, thiệt, quý lắm luôn. Mà hôm nay chị nhận lời like với em. Thứ nhất là không phải, mình không mang tính chất bán hàng nha mọi người. Hôm nay mình like để chia sẻ, nè, nói chuyện hoặc là giới thiệu. Chị khách hàng dễ thương thôi, không có mang tính chất bán hàng hay là gì hết. Mọi người hoàn toàn yên tâm. Có gì chúng mình sẽ comment và chia sẻ. Mọi người có muốn hỏi nhanh hay là hỏi chị Phương bất kỳ cái gì thì cứ comment nha. Chắc Thiên Trang của Nam thì chắc là sẽ là khách hàng của Nam nhiều hơn. Thật ra là vì hôm qua hôm kia thì khi mà chị thật ra cũng là như vậy nè, câu chuyện nó là như vậy nè. Do cái lúc mà khi mà Phương xuất hiện ra thì Phương cũng có đi diễn nữa, cho nên là hầu hết là quần áo, thậm chí là giày dép của Phương đó, ở những cái đồ mà gọi là đồ bình thường, áo sơ mi thì nọ là Phương cho hết, giày ba ta Phương cũng có cho, nếu mà mọi người vào trên cá nhân của Phương cũng thấy là những người mà cùng xa cho Phương thì Phương cho một số. Rồi về sau đó thì những cái đầm mà nó hơi đẹp quá thì Phương nghĩ trang trọng quá mà mình đi biểu diễn mình cho người ta thì cũng sẽ có người họ cũng khó mặc, nhưng mà thật sự thường khó khăn hơn á. Nên là Phương có làm một cái trang thanh lý. Và khi Phương thanh lý để tạo cái quỹ thì có rất là nhiều bạn á, tức là không mua được, tức là bị mua sâu người khác. Các bạn hỏi là cái đầm này chị mua ở đâu, chị ơi chị còn cái đó không, kiểu như vậy á. Nên là hôm qua khi mà mấy bữa trước thì Quỳnh Anh cũng hay nhắn tin với Phương cũng hỏi thăm sức khỏe. Hôm qua thì Phương mới hỏi Quỳnh Anh là Quỳnh Anh ơi, mình sao em còn mấy cái mẫu đầm này không, với lại chị giờ đây Phương không có diễn, thì thường là Phương đi diễn bây giờ là Phương đi mượn đồ mà không nói gì, là không phải là tiết kiệm hay là cái gì hết, mà cái vấn đề là ngày xưa mình mua về cái một cái đầm á, mình dùng được nhiều việc lắm, tức là mình có thể đi quay phim, mình đi quay talk show, tức là mình xào xáo lên để mình sử dụng rất là nhiều lần. Mà bây giờ Phương nghĩ là Phương không có trữ đồ trong nhà thật sự luôn, là ở nhà Phương bây giờ chắc đếm trên dưới cả đồ ngủ luôn, thì chắc là Phương còn khoảng 20 đến 30 bộ. Tức là Phương chỉ mua những cái gì thật cần thiết thôi, tại vì nhiều khi nhờ stylist thuê đồ cũng tốn tiền nữa chứ không phải là không, nhưng mà mình dùng cái việc đó rồi mình trả tiền cái đó về xong rồi thôi, chứ mình không có giữ lại cho mình nữa. Mà qua Phương hỏi thì Quỳnh Anh nói là chị ơi chị qua đi, lâu lắm rồi. Đúng rồi, em không có gặp chị, em nhớ chị quá, chị qua đi, với lại có nhiều mẫu mới lắm, chị cứ qua đi, chị mua cũng được không mua cũng được, chứ là chị qua đi, không chị cần cái gì chị cũng qua đây chị lấy chị về chị mặc. Để mà đi, nên, đi lúc công việc trước, lúc trước mà chị Phương hay đi diễn hay là đóng phim hay là gì thì khi mà chị Phương qua thì anh cũng hay tư vấn cho chị những cái trang phục mà đi biểu diễn hoặc là quay phim, thì tự nhiên không ghé em nữa, buồn hay là buồn. Hôm nay thì qua rất là vui thật sự luôn á. Em không nghĩ là em nhắn tin cái mà hai đứa lại trùng hẹn giờ mà có thể like được với nhau mà sớm nhanh nhất như thế này, nó dễ cho chị. Tại vì ăn sáng xong rồi tụi làm việc mọi người buổi trưa một xíu, nhưng mà quý nghĩ là buổi trưa mọi người mới có thời gian để cùng nhau nói chuyện đúng không? Không biết chị có đọc được, em thấy có rất là nhiều khách hàng bên em thì những cái style kiểu khách của em cũng biết rồi, mình sẽ đi theo những cái gu dễ thương nhẹ nhàng, nên là
rất là hợp với style chị Phương luôn. Thì toàn là nhìn Quỳnh Anh mặc đồ xong rồi trước đây Phương ghép mua đồ cũng vậy, toàn là nhìn Quỳnh Anh đang mẫu, tức là vừa trên người mẫu xong rồi mình mua đồ mà. Chứ đang bình thường mình đâu có biết chắc đâu đúng không ạ? Thật ra bây giờ mà ngồi... Dạ chị yêu, chị Mai Phương dạ. À khách của em à, Quỳnh biết là khách trong cái lượng trong bạn bè của mình anh thì rất là nhiều người yêu quý chị, nên là hôm nay mọi người nhớ xem nhé. Cảm ơn chị. Hoa xương đồng. Dạ em cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Tính sau hôm nay hẹn chị Phương tới là thứ nhất là bảo chị Phương là sắp tới khi mà chị khỏe lại á thì chị sẽ nhận lại những cái show, nhưng mà sẽ ít thôi, không nhiều. Nên là mình sẽ muốn lựa chọn cho chị Phương một số những cái bộ đồ mà khi mà mình chuyển giao giữa chuẩn bị hết hè rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị sang mùa mới, thay đổi cái thời tiết và chị Phương cũng thay đổi cái trang phục mà để đi diễn nữa. Nên là mình sẽ giới thiệu cho chị Phương cũng như là giới thiệu đến mọi người thêm những cái mẫu mới mà nhanh mới về hàng hôm qua luôn á. Thì là hôm nay là chị qua đây để nhưng mà chị thích đồ của tóc của anh là thì nó cũng không phải là mang tính chất biểu diễn lắm. Dạ đúng rồi. Chị thích cái kiểu mà nó lịch sử á. Dạ. Chứ hết là cái đồ nó phải lịch sử. Ừ, tức là mình mặc bình thường cũng được và mình có lên chương trình thì nó cũng không quá rườm rà. Đúng rồi. Tại vì thật ra bây giờ thì Phương không hát nữa, thật ra đồ hát thì mình phải may đi, mình phải chấp nhận rồi. Còn nhưng mà những cái đồ quay phim thì bữa nay là cũng chắc là quay phim thì cũng có, nhưng mà cái vai của chị là vai vai thì chị đang quay là con ông hai lúa thì vai sáu nhú. Bây giờ thì sáu nhú được lên thành phố để đi làm rồi, nhưng mà cũng không có lại nhiều tuổi là chị có đi làm thì chị đi giao lưu, gọi là đi giao lưu từ thiện, có khi mặc áo dài, có khi mặc những đồ tây, hoặc là cái váy mà nó đơn giản dễ thương. Cậu Lâm nói là hôm nay em về nhiều mẫu dễ thương đó, thì chị cứ qua đây đi, xong rồi cái nào mà ok thì em sẽ ghi để chị, tức là chị cần thì chị cần ới một cái thôi, em biết chị chọn những cái mẫu đó và cái kích cỡ chị em gửi qua. Nên là ngày hôm nay trở lại đi học xong rồi Phương ghé qua để mà Phương chọn sẵn, thì tháng này là tháng mà Phương sẽ nhận một vài cái chương trình từ thiện và lịch chùa. Tháng này là mùa Vu Lan mà cho Phương cũng có nhận lời các sư các thầy để đi giao lưu, hoặc đi thì Phương có những cái đồ đó là sẽ lịch sử đã có đồ mà dạng văn phòng công sở quá thì mình sẽ không có, nhưng mà biến tấu đi một chút, ví dụ như là vừa kết hợp vừa đi làm hay là vừa đi chơi hay là đi công việc hay là đi cứu vật thứ thì mình sẽ có rất là nhiều, rất yên tâm. Bây giờ nhưng mà chị làm biến thử đồ lắm. Em mặc thử ha, em mặc thử chị Phương coi ha. Đằng nào thì chắc là khách hàng của anh cũng muốn là được Quỳnh giới thiệu thêm một số những cái mẫu mới, tại vì hàng hôm qua là Quỳnh có thông báo là bộ sưu tập tháng 8 lần này rất là nhiều mẫu mới, mà đặc biệt lại sang thu nữa, nên là các cái mẫu mà Quỳnh chú tâm và chủ chốt trong tháng này là những cái mẫu nó sẽ thiên hướng lịch sự một chút và có tay nhiều hơn một chút, vì thời tiết giao mùa mà mọi người biết đúng không. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái bộ sưu tập mà Jen thiết kế đi tiệc cũng rất là nhiều, là mọi người yên tâm rất là. Hai chị em mình cùng cận cũng thấy gì trên đó rồi. Mọi người coi đây. Dạ. Khách hơn em. Mọi người xem nhiều quá nè. Mọi người không hỏi gì nhất là mọi người muốn coi đồ đó. Dạ. Ok, vậy bây giờ em sẽ lựa cho chị Phương một số mẫu ha. Mọi người ơi, mọi người nếu mà có thời gian thì mọi người cùng xem và chia sẻ cùng nhé. Ok. Trước hết là mình xin giới thiệu đến đây. Mọi người biết sao không? Bây giờ chúng mình thời tiết bắt đầu sang mùa thu ấy, nên là cũng sẽ ra những cái thiết kế mà có tay tập trung nhiều hơn, mà đặc biệt là tháng này là tháng 8. An ơi, An cũng bỏ cái ghế ra nhá. Nãy giờ mọi người có buồn quá trời mà không nhìn được gì hết trơn đó. Mọi người ơi, hôm nay là livestream không có mang tính chất bán hàng đâu nha. Nhưng mà bán luôn không có sao, tại mọi người biết mà không? Tại em nhiều giúp chị cái ghế này nhá. Ừ, em để cái phẩm vào đây. Từ đây đồ của bên em đã là chị tự em để đây. Nó nhỏ nhỏ với mọi người là đồ bên Quỳnh Anh á, Phương thích nhất là gì biết không? Là đa số các mẫu đều có sẵn cái lớp lót như vậy nè. Nó rất là tiện ở những chỗ là mình sẽ không phải cầu kỳ khi mà ra đường, mình phải chọn
sẵn cái phương thưởng này không? Phương nào? Phương thưởng này đi. Em nghĩ là Phương mặc màu hồng đi, tại hôm nay Phương mặc cái bộ màu vàng này. Tới đây là mặc bộ màu vàng. Thì theo em là nhà chỉ có hai bộ ra được, là bộ màu vàng và bộ màu hồng đó. Nhưng mà em biết chị thích màu này mà, và bây giờ chị thử trước cái màu này bộ này đi, em nghĩ là nó hợp với chị, rất là dễ thương. Dạ, ok. Cái này là cái dây nha, cái dây này. Dạ, cái đầu sẽ cái dây này. Mọi người ơi, đợi một xíu nha, chị Phương đi thay bộ đồ này và Quỳnh Anh sẽ, trong quá trình đấy thì Quỳnh sẽ giới thiệu đến mọi người những cái mẫu mới nhất nha. Mọi người nhớ đừng đi đâu nhá, tại vì trưa hôm nay chị Phương thật sự là rất là bận trong công việc, nhưng mà Quỳnh có hẹn được chị ghé shop được khoảng một tiếng hơn thôi, nên mà chị thực sự rất là dễ thương, nên là mọi người nhớ cảm ơn Quỳnh, cảm ơn nha. Mẫu nhiều lắm luôn. An ơi, An giúp chị xí được không? như Quỳnh vừa nói ấy, thì những cái mẫu mà vào cho tháng 8 mùa thu này thì mình sẽ ra những cái tập trung, những cái kiểu mà có tay này dạng nhiều hơn, hoặc là dài qua gối nhiều hơn một chút, để thứ nhất là nó phải hợp thời tiết, thứ hai là nó hợp với mùa. Nhưng mà những cái mẫu ví dụ như là mọi người biết mà ở Sài Gòn rất là nóng, hoặc là ở những cái tỉnh khu vực phía Nam rất là nóng, thì những cái thiết kế mà dạng hai dây hay là mát dễ thương này thì mình cũng ra rất là nhiều. Chúc Nguyễn, ok em yêu. Có nha, váy chị có bán. Mà mẫu của chị đang mặc là mẫu mới nhất về hôm qua. Thật sự là hôm qua rất là bận, làm hàng xong là khoảng 7-8 giờ tối. Sau đó thì hôm nay lại có hẹn với chị Phương nữa, nên là mình chưa có thời gian để chụp hết tất cả các mẫu mới. Nhưng mà hy vọng là trong cái buổi live ngày hôm nay thì khi mặc thì anh tranh thủ giới thiệu đồ. Ủa dễ thương quá à. Cái này đâu không? Ồ, dễ thương quá. Đây. Em đi dạy đây ha. Có em lấy cái đôi giày của em nha. Lấy là đỡ nè. Đây. Sorry cả nhà. Nhưng mà chúng mình nói chuyện với nhau hay là Quỳnh sẽ giới thiệu mẫu vui vui thôi chứ không có. Có được không nha? Thôi đỡ cái chị nè. Mang đỡ giày của em. Dạ. Để cho Phương 35. Dễ thương luôn đó trời ơi. Dễ thương. Xuất sắc. Thật sự là những cái thiết kế mặc của phép đơn giản như thế này, nó nhìn thì có vẻ là đơn giản thôi, nhưng mà thiết kế không có đơn giản. Cái tay này, tay xếp rất là cầu kỳ luôn. Quỳnh cố tình tạo ra cái điểm nhấn ở cái tay này nha. Cái tay vòng năm nay ra rất là nhiều, nhưng mà mình form đẹp quá. Thật sự là em tự khen mình đó hả? Không, nhưng mà thật sự là khi mà mặc một chiếc váy lên đó thì mình cảm nhận được cái form của nó rất là đẹp. Phương mặc này đi Phương. Đẹp quá, em tặng chị này luôn. Mở nha bà, mở hàng. Thôi mở hàng. Mở hàng thôi chứ không tặng, tại vì nó phí lắm. Chỗ này cũng đẹp rồi nè. Chỗ này cũng đẹp rồi nè. Đẹp quá hả? Thay thử hồ bàn đi. Em thấy thương mặc đẹp quá. Em sẽ đẹp hơn, tại vì em cao hơn, em muốn chị đi. Nhưng mà có đâu, mọi người nhớ. Phương cũng rất là thích màu vàng. Phương cũng rất là thích màu vàng. Mình thử là màu vàng, mọi người đồng ý thử màu vàng luôn không? Coi đẹp không? Đâu rồi? Nhiều quá, đây nó trôi hết trơn. Còn mình... Cảm ơn Dung Bích. Cảm ơn Bích Thanh Trần nha. Ai thử màu vàng nha. Nhưng mà chị không thử đâu, chị để cho bé Hồng Anh thử đi. Sức khỏe, ok, để em một tắt. Nếu mặc cái cổ vest này thì em cũng sẽ có những cái cổ vest mà cũng đẹp với chị Phương. Thì đây cái này trước đi để chị đổi màu, trời ơi. Cái này thì ở trong nó có một cái lớp lót lên lót rồi cả nhà. Cái lớp lót cũng dễ ha. Mà hồi xưa chị thích đồ năm nhất là gì, nó hay có mấy cái đường sắt đó. Rất là váy nó ngắn nhưng mà cũng rất là an toàn rồi, vì nó ở trong. Bé Thanh ơi, em thích mấy bộ đồ hôm qua chị Thanh Lý đúng không? Ở bên shop này là chỗ chị hay mua đồ nè. 146 Hoàng Văn Thụ. 146 Hoàng Văn Thụ. Chị đi, chị đang nhìn tên một người kia, chị muốn 146 Hoàng Văn Thụ, gần cái đường ra xe lửa. Nói chung là chị đi là chị sẽ đi từ Hai Đình Phùng, xong rồi để trái xuống là thấy tiệm bên tay phải luôn. Hay mua bên này thì sẽ có kích cỡ của mọi người. À có ship hả? Dạ, thế chị mọi người inbox trực tiếp cho Quỳnh Anh đi. Trời ơi, mất công rồi. Thấy chưa, Quỳnh Anh mặc đẹp hơn chị nè. Bậy nha. Em ốm quá đây, em mặc hơi rộng một xíu.
hơi trời, bây giờ cô là ốm mà em nói tủi thân quá. Không có đâu. Mọi người biết sao không? Mọi người biết vì sao không? Khi mà cái form đổ nhanh lên á, mà hai chị em số cân nặng không giống nhau, chiều cao cũng không giống nhau, nói chung là, nhưng mà khi mà mặc lên thì vẫn đẹp như nhau. Vẫn đẹp như nhau nên là mọi người đừng hơn. Nhưng mà màu hồng với màu vàng đẹp hơn. Ê, có màu đen nữa. Đen với nhau. Màu đen thì sẽ thích, nhưng chị cái màu đen thì thích có nhà nữa mà hơi dạ. Trang nhã một tí, hơi mà cổ điển quá đó. Còn cái này thì nó với lại cái bóc dáng dạ. Với lại cái bóc dáng mà khi mà ai mà tròn tròn một xíu, thì mình sẽ lựa chọn màu đen nha. Trời, màu đen là rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà để em tư vấn dạ, nếu mà để em tư vấn đấy thì em nghĩ là Phương mặc màu hồng rất là dễ thương, nhìn hồng rất là hiền mà màu hồng hồng phấn luôn, rất là xinh luôn đó. Dễ thương. Thương ừ, em thấy màu đen ở đây đi. Giống như màu tan sơn vậy đó. Trời. Mọi người thấy mặc màu hồng đẹp hay là màu hồng dễ thương hơn? Dạ không, lấy màu đen. Dạ rồi. Màu hồng hơn. Em tư vấn mà kinh nghiệm tư vấn bán hàng 7 năm của Nguyên mà Tuyến em mua em mượn nó chịu không mua cái gì. Rồi, xong khác. Ừ đúng rồi, em sẽ phải cái này là bao nhiêu nhỉ? 360 nghìn. Ừ, thì cũng dễ dạ, mua đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nhớ khi mà cũng khoảng cỡ 500 đổ lại ha. Dạ đúng rồi, những cái mẫu mà ren xuất sắc hay là mình kết cường cầu kỳ một chút thì nó sẽ có giá rơi vào tầm từ 400 đến 500. Nhưng mà những cái dạng mà vải trơn đơn giản nó những này thì giá cực kỳ là ok luôn khách yêu ạ. À, mọi người đều biết rồi. Giờ mình post đi. Mọi người thấy quần anh đẹp hơn hay là đẹp hơn? Có đâu, trời ơi, thiệt. Phương chị Mai Phương. À, khoan chị, em giới thiệu cái Phương, cho Phương mẫu này. Tao không phải mặc mẫu này cực kỳ dễ thương không? Đâu ta? Tại vì là mình có tay đúng không? Mình sẽ chọn sang cái mẫu mà cái mẫu của đồng tơ anh em mặc. Lấy gì không? Như là ở trong cái tay có hở luôn, tại vì giờ này chị cũng không mặc đồ quá hở. Không, em biết mà, em biết chị mặc hở không được mà. Cái này nó sẽ chỉ ở đây thôi. Yên tâm. Chắc chị bốn cái màu đi em nhé. Cái màu này là màu gì của anh? Còn ngoài này nè. Cái màu này cái da trắng nó mặc được. Cái màu mà người biết sao không? Thì khi mà dạ đúng rồi, màu này lên da rất là trắng. Màu xanh vải mới. Cái này màu xanh lơ. Mà cái thiết kế cổ đổ nó lâu lắm rồi thì mới quay lại. Thực sự là lâu lắm luôn á. Từ phải nói là từ trước Tết đến bây giờ thì mới quay lại cái thiết kế cổ đổ này. Nên em nghĩ là chị Phương mặc kiểu này rất là dễ thương mà nhìn nó vừa dễ thương trẻ trung mà nó vừa có cái độ sang nhất định nữa đó. Phương chọn đi, cái này em ra bốn màu mọi người lại tính trước nha, vì sao phải tư vấn cho chị Phương lựa chọn một thiết kế để Phương sẽ đi quay sắp tới. Phương thích màu nào? Màu nào rồi ta? Không lẽ đây bằng em nghĩ là trắng hoặc xanh công nhận không? Em chắc xanh sẵn mọc hay đen? Đen cũng rất là sang. Ừ, thế thì Phương mặc thì ok. Dễ thì chỉ mặc màu trắng. Ừ, ok. Tại vì Phương rất là trung thủy với màu trắng. Cực kỳ thích màu trắng luôn. Nó không đâu có gì chất cho không mà nè. Dạ bên trong, cái thiết kế này bên trong nó sẽ có lớp quần. Dạ đúng rồi, chính xác. Đầm màu đỏ nhiều lắm em yêu. Bên chị có mà rất là nhiều mẫu thiết kế mà đa dạng sắc màu luôn. Mà đặc biệt là cái mùa thu năm nay ấy, thì mình sẽ ra tông màu chủ đạo nhất, đó là tông màu vàng, màu hồng. Và mình đang đi thử một cái vải mới tông màu xanh. Ví dụ như là hai em mannequin đằng sau là mình đang để tông màu xanh luôn, trong màu xanh cho nó sẽ có sự cái màu mát mẻ cho mùa thu. Tại vì mùa hè là quá đa dạng sắc màu rồi, mà cái mùa hè vừa rồi thì khách biết là mình bán màu vàng, màu hồng, màu cam quá trời luôn, màu trắng cũng rất là nhiều, nên là năm nay đang đi thử màu mới, dễ thương lắm luôn. Mọi người đợi một xíu nha, Tuyến nghĩ là cái mẫu này Tuyến tư vấn cho chị Phương mang ra sẽ rất là dễ thương mà đẹp lắm luôn. Cảm ơn mẹ Thảo nha. Vân ơi, Facebook của chị Mai Phương Tuyến có tát tên sang á, có bạn bè chung với Quỳnh Anh á. Mi Nguyễn, mẫu màu xanh đó hả em yêu? Ăn cho chị mượn mẫu xanh, màu xanh này. Trời ơi,
khi nó thở sợ hở hả? Sao vậy? Với chút xíu thì nó sẽ không thở. Dạ. Dạ này cô cũng hạn chế đồ sắc nét với lại đồ ấy. Nhưng mà không lẽ chủ đồ lúc nào của mình cũng mặc có tay không đúng không? Nếu như mà em nghĩ như này, khi mà mình mặc ăn cần chút kỹ này chứ ha. Không, nhưng mà mọi người thì mặc, tôi nghĩ là mọi người mặc thì sẽ dễ, nhưng mà do dạo gần đây chị làm thì cái chương trình nó kiểu thì nó tiến hậu, cho nên là chị sẽ thích nó có tay hơn. Còn cái này thì tôi nghĩ là mọi người thấy cái này được hay là cái có tay được? Quên. Em nghĩ là khi mà đúng vào cái cổ đồ mình sẽ để nó thật là tự nhiên. Mà bình thường nha, thông thường thì các thiết kế cổ đồ mà mình lên ấy, thì cái quần váy đa phần sẽ là body, hoặc là đúng rồi, chính xác là body, đa phần là body. Nhưng mà mình nghĩ là mình đi cái quần, đi thử cái quần váy này thì mình nó sẽ trẻ trung hơn rất là nhiều. Anh em đang đứng đùa đấy nha, giảm chút quên. Ví dụ mà ai mà có vòng cái số đo vòng 2 mà không hơi cái phóng gì, mình có thể nhấn thêm bằng một cái sợi dây nhịt nhỏ, mình thấy rất là xinh, dễ thương, rất là dễ thương. Xin nha, em mang thử cái màu trắng nhé. Ừ, màu trắng thì mọi người thấy sao? Nhưng mà không, hồi trước thì tôi không có ngại, nhưng mà những cái này nó sắc lắm quá. Mọi người có thấy vậy không? Để che lại. Ủa, có bạn hỏi gì em là màu đỏ gì nè em ơi, mọi người thấy, nhưng mà tại vì Phương thấy nó sắc nét đó, nên là Phương hơi ngại. Phương chịu những cái chương trình nào đặc biệt lắm nên là phải sân khấu hóa lắm thì Phương cái thiết kế thì Phương mặc mọc. Mọi người nghĩ cho khuôn mặt có tay chắc nó sẽ đẹp hơn đúng không? Ok hả? Mà chị thấy nó sắc nét đó, Vũ ơi. Ai nói màu trắng không đẹp? Thiệt, vì người màu trắng rất là sang. Nhưng phải ốm như em mặc mới đẹp chứ. Vũ không có mập, trời ơi thiệt. Ai tới shop cũng tự ti là mình mập hết trơn đấy, mập thì người cũng mập cho bộ đâu. Ốm không? Trắng cũng đẹp ha. Đen thì rất là sang, nhã nhặn. Mọi người thấy cái này có 4 màu lận nhá, 4 màu lận chứ mà em cho màu nào xem đi. Không, chị đang đắn đo là nó sắc nét thôi, để mình đang gọi cho mọi người, nhưng em cho mọi người xem okay. Màu đi. Anh cho chị lại xem màu nha. Tất nhiên là khi mà cái thiết kế cổ đồ này lên hàng thì mình Phương ok. Màu vàng là màu chủ đạo rồi, không thể thiếu. Nhưng mà mình sẽ đi thử cái màu xanh này. Cái màu xanh min, xanh bạc hà. Nó cảm giác nó hơi ngọc ngọc. Đúng rồi, xanh ngọc, chính xác. Mà nó rất là, nó đúng rồi, chính xác là nó cái tông màu pastel rất là dễ thương. Mà nhìn nó mát mắt lắm. Em chỉ phát hiện ra một điều nha. Có một ngực đúng không? Không phải. Đồ của em hỏi ủi. Đúng rồi, có một số khách cứ bảo là chị Nguyễn ơi, mẫu này mà em mua thì có vẻ ủi không? Nhưng mà thực sự là khi mà mình đồ này mặc đi chơi được nè, đi làm đi chơi mà mình lỡ có mang theo, mình xếp cho ba đi mình đỡ nè, còn sáng nè mà xếp nó là đẹp. Mọi người nếu mà thích mẫu này nhớ qua mình nhanh nhớ, nhớ ghé nha. Em thử được cái màu xanh đi, thử màu xanh đi. Màu trắng đẹp, mình cảm ơn. Màu nào cũng đẹp hết á mọi người, thực sự luôn. Chị Phương cao bao nhiêu rồi? Chị 1m55. Chị Phương cao 1m55. Còn Quỳnh, Vân bảo váy đen đẹp hơn Phương kìa. Không, nhưng mà tại vì nó sắc nét cho nên là Phương, chị Phương ngại thôi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà ví dụ mà phần xương, mọi người thì vẫn ok, tại vì nó cũng không mở. Chị thấy nó rất là cứng, nhưng mà tại vì rất là kín. Dạ. Khi mà dạo nơi tôi mặc đồ nhiều khi đi cổ lỏ. Cái gì nhỉ? Mọi người yên tâm là khi mà nhìn đây thì ai cũng sợ ngắn, nhưng mà bên trong nó có một cái lót quần, chính xác. Khi mà mình, kể cả tất nhiên là đâu phải đi, lúc nào mình cũng di chuyển bằng xe hơi đâu, mình có thể di chuyển bằng xe Honda hay là mình đi bộ dạo phố các thứ thoải mái lắm luôn, hoàn toàn không sợ bị hở hay là bị gì hết trơn á. Chó bay cả phần cổ thấy đang xếp là kéo, mình sẽ đứng hơn kỹ lại một xíu. Đầm màu đỏ. Nãy có cái bạn hỏi gì đầm gì đen gì không nè.
các cái mẫu thiết kế mà đi tiệc thì thực sự Quỳnh có rất là nhiều. Nếu như mà để like trong vòng một buổi like này thì không, thật sự là không có kịp nổi luôn á. Không kịp nổi luôn. Nhiều quá. Tại vì nó quá nhiều. Ví dụ như là bạn nào mà vừa hỏi những cái màu xanh ăn chút em có thể ra cái mẫu màu xanh cận cảnh thì em lấy hai cái màu màu xanh đi. Không, còn em sẽ em lấy cái màu đỏ cho bạn là con mẫu. Phương, chị Phương, con lựa ha, con lựa tự nhiên ha. Mọi người biết sao, hôm nay Quỳnh có hẹn chị Phương là chị Phương sẽ lựa những cái mẫu mà chị Phương thích ở tại shop Quỳnh Anh, chứ không có phải bán hàng nhé. Nên là mình sẽ tư vấn trực tiếp cho chị Phương một số những cái mẫu mà Phương cảm thấy hợp. Ví dụ như vào tháng 8 mùa thu rồi thì mình sẽ mặc những cái đồ nó hơi lịch sự ra một xíu. Mà tất nhiên là nó sẽ vẫn phải hợp thời trang nữa, nó không có bị. Mặc dù là có những cái mẫu mà mình vừa giới thiệu nó có tay, nhưng mà khi mà mình may mình điểm nhấn lên nó sẽ không bị già hay là bị gì hết á. Bạn nào mà vừa hỏi những cái mẫu màu xanh này không xòe em yêu để body rồi xòe em nhá. Con thích kiểu nào không? Mọi người đừng quên là trên trang cá nhân của Linh vẫn đăng mẫu và chụp. Không biết là tình yêu nào vừa hỏi Linh cái này đang mặc canh đẹp quá trời luôn, nó thực sự rất là đẹp, thật sự rất là đẹp, xuất sắc luôn và tâm huyết luôn. Khi mà cái mẫu này nhỉ, Quỳnh đăng thì nhìn nhiều người nhìn rất là ngắn, nhưng mà thực sự nó là dung giả váy, bên trong có lót quần nha, và may rất là cầu kỳ. Chị Phương ơi, mẫu nào thử nha. Bà đã lấy đồ bà đi thử mất tiêu rồi. Vô phòng thử luôn. Lẹ lắm luôn á. Đầm đỏ cũng có nhiều. Đầm màu đỏ cũng có nhiều chứ. Mọi người ơi, nếu mà thích mẫu nào thì nhớ ghé shop nhá, tại vì ở shop mình còn rất là nhiều. Đây, nào vừa hỏi thì quên mất, đang giới thiệu giờ. Rất là dễ thương. Cái màu xanh này nó không làm da mình bị đen đâu. Mặc dù nó là vải bóng nhưng mà nó rất là nhẹ nhàng. Màu xanh này là màu vải mới của mình anh. Năm nay cũng đang thử các cái tông màu xanh. Khách đang nhìn miếng trưng nè, đó. Thì mình sẽ đi thử những cái thiết kế mà cái tông màu vải mới cho nó lạ mắt. Ví dụ như riêng cái thiết kế này thì cũng sẽ ra cả hai kiểu body và xòe, tùng nào dễ thương hết trơn á. Mọi người chờ chút nha, Phương thay xong Phương ra liền, mà không biết Phương thay mẫu nào luôn á. Không biết là chị thích mẫu nào. Xanh đó hả? Ơi à, thôi. À, những cái thiết kế mà hoa hay là đi chơi đơn giản thì mình đều có. Đúng rồi, mình đều có hàng tại shop rất là nhiều nha. Đâu rồi, người đẹp. Đây, qua đây em. Phục vụ. Cái màu này ngọt quá ha. Mà cái màu này khi mà lên da nó rất là trắng. Rất là trắng da. Mình đang đi thử vải mới. Cái này nó là chất liệu kaki nhưng mà nó rất là mềm. Đúng rồi, kaki thun. Chính xác là kaki thun và nó có cái độ co giãn nhất định. Khi mà mặc rất là êm. Nhật ơi, em còn coi không Nhật? Bữa đi kiếm đồ màu trơn để quay like cho sản phẩm ta. Đây là ba cái này đi. Chị biết sao không? Là bình thường ở shop em là em hay ra màu trắng, màu đỏ, màu đen và màu vàng. Và bốn cái màu chủ đạo rất là nhiều. Nhưng mà tháng 8 này thì em đang thử cái vải mới. Thứ nhất là vải mới, thứ hai là màu mới. Cái màu nó làm cho mình F50 tủ quần áo nhìn nó sẽ dạng, nó sẽ khác đi một chút. Ví dụ như nhiều lúc mình đi quay hay là mình đi đâu ra đấy ra đường mà mình chỉ cần một cái đầm thoải mái mà vẫn phải đủ cái đáp ứng được cái điều kiện là vừa lịch sự này, vừa đẹp mà phải vừa thoải mái, tiện nghi nhất, thì chắc chắn đây là cái sự lựa chọn đầu tiên mà cũng mang đến cho khách hàng tháng 8 này. Cái này đi làm được mà. Đúng rồi, mà sao nhìn vậy thôi nhưng mà thật ra là khóa ở đằng sau cho nên là chẳng hạn vậy mà gấp quá mà có trễ giờ chỉ cần sọt thì kéo lên cái là xong rồi. Phương mặc màu này nhìn rất là trắng, tại vì càng những cái tông màu hơi sậm sậm. Đúng rồi, nhưng mà mọi người đừng nghĩ là những cái tông màu mới mà Quỳnh đưa thử thì nó sẽ bị già nhá, không sợ bị già một miếng nào hết trơn á. Chị hỏi mẫu này có màu trắng không? Là mẫu này hả Nhật? Mẫu đầm này hả? Không, mẫu này là em định 18 mặc cái này hả? Cái nào hả? Mình phải cái đầm sơ mi này không hay là cái vừa thử? Tại vì 18 này chị có một cái event giao lưu về về
chia sẻ về bảo hiểm á. Alo, ơi chị đây, tức là em nói cái này màu trắng hả, hay là cái nào màu trắng? Cho chị một cái iPad đi. Cái màu trắng. Phương nhìn, màu trắng hả, ok, mình sẽ làm liền. Bạn ơi, làm liền luôn hả? Làm liền. Yêu, theo yêu cầu của khách luôn. Thế màu này cũng đẹp mà. Nhà mình sẽ... chị nhớ rồi. Trắng hoặc đỏ đúng không? Phải không? Bên thương hiệu là trắng hoặc đỏ hả? À là 18 yêu cầu màu trắng ý. Yêu cầu màu trắng. Ok liền. Mà những cái thiết kế mà chị Vương không nhìn thấy thì sao còn mắt mình có thể nhìn thấy. Cái tóc chị nó bung lên đi như là Cả đi không sao hết, nhìn dễ thương mà tự nhiên mà mình đâu có thấy đâu đúng không? Thấy đầm chị kia mà cũng được, trong này hết rồi đấy. Đó là chị thử rồi. Không sợ sắt nách đúng không? Mà thua chị không mà sắt nách đâu được thôi. Nếu mà như thế thì những cái màu không màu trắng mà xuống thì nó cũng có không, tay không có không sâu để họ, nhưng mà chúng mà như thế đấy thì những cái màu trắng có tay em ra cực kỳ nhiều, ta cần biết chị phải không? Mình sẽ giới thiệu sâu ha. Đây, ok, cầm cái này. Như cái thiết kế như này thì giống học sinh mà khách tuổi thì vô số vô số của em là đúng khách tuổi luôn á. Cô 30 thành phòng chú. Dạ, dạ đúng rồi. Khách ơi, những cái nào nhỉ? Em coi giùm chị với. Mọi người ơi, những cái mẫu mà cái này rất là đẹp luôn. Dạ. Em thích cái này lắm luôn. Em thích cái gì? Ồ, là anh. Mỗi người có một sở thích không? Mỗi đứa một cái. Này cũng có đúng không? Thì nói chị Quỳnh Anh May đi cho em một cái. Sẽ làm những người mà có người, sai những người sao quá khổ. À, một vấn đề luôn. Màu trắng là chuẩn. Chỉ là nói cái mẫu này chị đang mặc. Ok, em sẽ làm, yên tâm. Sẽ làm màu trắng cho Phương. Chắc chắn sẽ có. Phương cứ lựa đi, lựa thoải mái đi. Ok, bỏ giày ra cho nó thoải mái. Sao ta, bây giờ mình sẽ kiếm thêm một cái mẫu để cho Phương. Không, cái đấy thì Phương sợ hở lưng, Phương sẽ không mặc. Ê, Phương ơi, cái này ok nè. Cái màu trắng nó đi. Nhờ ơi, em có chuẩn bị là cái màu. Mọi người vẫn nhìn thấy cái này có ok không? Mẫu này là mẫu mới nhất hôm qua, cũng mới ra hàng. Nó là thiết kế dáng cổ phép, nhưng mà cái tùng đợt này cũng sẽ may mắn hơn một chút. Cái bé kia đang cầm, chị thử nhìn em với. Thế nào ta? Bé kia đang cầm cái này hả? Bé nào? Bé bự hay là bé xíu? Bé bự rồi. Cái nào ta? Nhiều quá. Nó nặng đẹp đấy. Nhật ơi, cái nào? Trời ơi, bị hoa mắt chính bản thân của mình khi mà nhưng cái nào nhỉ con chụp hình mẫu mà còn hoa mắt luôn. Chị thử em nhìn, nó kêu chị thử em nhìn với. Bây giờ mình thử, chị mình thử cái nào nãy là mẫu bàn kia. Ok, con thử cái đó ha. Có bạn hỏi bên trắng bao nhiêu kiểu một năm đi. Ở đây chị thử cái này cho Nhật con. Giá 410.000 nha khách yêu ơi. Bạn nào đang hỏi với anh mẫu thiết kế mà mình đang mặc thì là 308 đúng không em ạ? Còn mẫu này là 401 nha. Cổ vest và kaki rất là dày. Mọi người yên tâm là riêng bên của anh là hàng thiết kế thì những cái thiết kế mà mình đưa ra thì may thứ nhất là phải đảm bảo chất lượng. Chất lượng là cái đầu tiên, sau đó thì mới đến kiểu cách. Khi mà màu trắng thì lúc nào mình cũng sẽ làm hai lớp lót và lót kaki cực kỳ dày luôn. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, không hề sợ bị mỏng hay là bị hở khi mà mình mặc nội y bên trong, kể là có mặc màu nổi mình cũng bất chấp luôn, rất là đẹp. Rồi cái thiết kế chị Phương đang mang đi thử là không, cũng không phải thiết kế này, nhưng mà cái này cũng rất là xinh này, cái này cũng rất là lịch sự. Tại vì mọi người biết sao không, cái gu mà Quỳnh Anh đang theo đuổi thì không phải là cái gu sexy quá, mà nó sẽ có kiểu vậy kiểu kia. Không có đâu, bánh bèo quá đâu, không phải mà công chúa quá thì cũng sẽ tùy. Ví dụ như là trong những cái mùa tiệc mà mình cần phải lung linh lồng lộn thì tất nhiên là mình phải lựa chọn những cái mẫu công chúa rồi đúng không? Rồi. Ok, một công chúa được xuất hiện. Nè. Nhật ơi, phá thử đi. Ok. Nó nhẹ nhàng nữa là dễ thương luôn lắm. Ê, xí nó sắp tới Phương có tiệc không? Em sẽ giới thiệu Phương tới một cái mẫu gen. Em mới về, đẹp xuất sắc luôn. Đâu rồi? Huyền Trân, chị Phương ơi. Ơi, bị ngại hoa không phải người đẹp đâu, chiều cao khiêm tốn. Nhật ơi, em có rồi đó không? Em có cái đầm em cho chị thử nè. Không phải áo này. Không phải áo này Phương ơi, ủa là sao?
Thôi đi chị hỏi bé Nhật. Mẫu đầm đỏ có không xem giúp với chị yêu ơi. Ủa Trang Nhung hỏi đầm đỏ nào nãy giờ nè. Chị... cái có nơ trắng kia kìa. À chị hỏi Nhật cái nha. Ảnh kêu chị mặc cái màu trắng viền đen. À là cái này phải không? Trả lời inbox hả? Huỳnh Anh trả lời inbox hả? Em vô inbox bạn Huỳnh Trân nào đó hỏi. Ơi, à ảnh kêu chị mặc cái này. Này đẹp không Phương? Ờ cái này dễ thương quá vậy. Em biết sao không? Cái này em mới ra hôm qua, em đang giới thiệu Phương mà sợ bắt Phương thay nhiều quá mà tội nghiệp. Còn mình thay luôn. Nhiều phúc của mình. Cách ta bị đỏ thì mặc đúng rồi đó. Đó, à, vậy là cái này nè. Vậy là cái này nè. Không hợp, cánh tay viền đỏ không hợp, nó không chịu cái này. À, vậy là cái này. Đúng không? Vậy là chịu cái này. Dạ, chị đi thay, chị em vừa lòng. Xíu Phương, màu trắng còn có mẫu này nữa nè. Thử hỏi coi. Mọi người ơi, quên mất mẫu này nữa. Cái phụ kiện này có thể tháo rời nha. Không, hai tùng váy khác nhau hoàn toàn nha. Khác nhau nha. Nhiều lúc mà khi mà cái thiết kế mà mình đưa ra mọi người thấy cũng giống giống nhau nhưng mà thực tế là không có giống đâu. Khác nhau lắm chị luôn. Chị mặc thử em xem. Vậy vậy thì chị mặc thử cái này nha, hay là em muốn chị mặc thử cái này. Có cái màu ngoài trời mưa quá à. Một cái là Quỳnh Anh cầm, một cái chị cầm, giờ coi chị thử cái nào. Cái này à. Em nghĩ là hai cái nó cũng tự tựa nhau mà không biết Phương mặc cái nào đẹp hơn thôi. Cái tùng cái này thì cái tùng nó xòe hơn. Còn cái này cái tùng nó sẽ chữ A hơn. À khách yêu ơi, những cái thiết kế mà nhanh đưa ra như này thì ở shop mình có rất là nhiều màu nữa nha. Có rất là nhiều màu. Mỗi này 380, mỗi này 401. Dạ. Nó thêm một tà và thêm một xíu. Dạ. Là tốn phải nhiều hơn. Đúng rồi. Cái chị Phương cầm rồi. Ok, cái Phương cầm. Tôi nghiêm. Dạ. Tôi nghiêm. Đi qua tôi lựa đồ tư vấn đầu mà cuối cùng thử tội nghiệp. Cho chị mượn cái gì? Trời ơi, mưa lớn quá trời luôn mọi người. Mà không đi đâu thì nếu coi like ủng hộ nhanh và chị Phương nha. Có thể cho chị mượn cái dưới được không anh yêu? Ừ. Hôm nay mọi người kiếm ra nhiều lắm. Mọi người ơi, mọi người nhớ sao giống livestream bán hàng mọi người ơi, quên mất. Chị Phương đang lựa một mẫu cho sự kiện sắp tới. Mọi người cùng lựa chung nhé. Mọi người sẽ cùng tham khảo và đưa ra ý kiến. Ví dụ như khách yêu ở xa của Quỳnh Anh, nếu mà đang theo dõi trực tiếp có thích mẫu nào thì nhớ comment cho Quỳnh Anh nhé. Vũ Loan, chị ơi, trời ơi, chị ở tỉnh là còn gần á. Khách của em là ở xuyên lục địa luôn. Cộng hòa Séc, Na Uy, châu Âu, châu Mỹ đầy đủ. Em không nói xạo bất kỳ một câu nào hết. Là chị ở bất kỳ đâu, em cũng có thể ship tới tận nơi trong bằng dịch vụ. Thời gian lâu nhất ship chỉ là một tuần thôi. Các chị yên tâm nha. Ví dụ mà chị yêu nào mà ở tỉnh toàn lăn tăn về cái chất lượng đồ ấy. Đi thì cái này mà mặc ngồi nhìn dễ thương quá. Em chỉnh đến nơi đây. Xinh quá hả? Bơ, mình Nhật ơi. Ok, à. Xin qua đây để thấy được rõ phải đâu. Em đâu rồi, em vô đây em không đi chị đi. Đây. Rồi bên đồ tôi sắp thắng luôn. À, cảm ơn. Còn các chị ơi, các chị nhớ nha, nếu mà các chị ngại vì ở xa quá, nếu như mà sợ cái số đo mà mình mặc không vừa ấy, thì cứ inbox trực tiếp cho Quỳnh Anh, nói cho Quỳnh Anh biết cái số đo 3 vòng, đặc biệt là cái số đo 3 vòng. Đó. Thì là ok được không? Thì sẽ tư vấn nha. Chuẩn hơn hoàn chỉnh. Yeah, ok em tặng chị yêu này luôn nha. Không mượn thôi. Không, không mượn. Không lấy. À nếu mà mượn rồi, một là tặng và hai là mua. Không mượn. Thôi đi về. Thôi đi về. Đi về không mưa là không lấy. Đi về luôn. Ghé đồ được kiếm một cái đầm đỏ chị yêu. Đầm đỏ. Bây giờ bạn này có vẻ đang cần màu đỏ hơn ha. À để đi tiệc. Vậy là chị lấy cái này nghe. Mẫu này để hát tuổi nè. Đúng rồi đó. Chị mặc cái này khác chị, cho con chị đi học các trường thay thay đen. Ủa là học sinh nào đi tới đây. Ở trong có một người phụ nữ lặng thầm ngồi coi live stream. Nhưng mà hát tuyên. Có một người phụ nữ lặng
lặng thầm mẹ nên ngồi trong coi lại trên mẹ rồi xong thay đồ thử đồ xong thấy chứ trời ơi con có vẻ chọn chị hơn của Nam à thế hả à? Trời ơi mà Phương khoan chị nha mọi người Phương bao nhiêu cân chị 47 ê em 45 nhưng mà em cao hơn Phương có 4 phân à chúng ta bù qua sát lại cũng trên nhau mà đúng không bồi cây vậy, bồi cây vậy, chị thấy bây giờ em bồi cây cao hơn là bồi cây chết rồi chết rồi nhưng mà nói chung là mọi người yên tâm thờ cái thông số ý là mọi người đó là cái người nào mà có nhỏ con hay chồng trời của Phương thì mặc cũng được, ốm thì mặc cũng ok anh em đúng rồi chính xác ví dụ mà chị yêu nào mà có bự hơn một xíu đừng lăn tăn đừng lo cứ ghé em sẽ làm cho vừa yên tâm luôn em đang bị mặt lạnh rồi còn rất là nhiều mẫu đẹp lắm luôn đó Phương nhiều lắm em thử cái bộ này đi ok rồi. Tại vì hồi đó Phương có mua cái mẫu này à đúng rồi mọi người nhớ không đúng rồi chính xác hôm qua mọi người nhớ không cách đây hồi tháng 8 năm ngoái mà khi mà Quỳnh chia sẻ cái hình mà chị Phương mặc đi sự kiện á chị Phương mặc mẫu này nhưng mà cái cùng nó sẽ khác một tí xíu là hồi đó là đang hot vải bông nên chúng ta vải bông rất là đẹp. Em thay thử cái này đi. Ok. Phương cứ lựa màu ha tại màu rất là nhiều màu xinh. Ý xí hoan nhưng mà cho cũng xin một chút đi. Anh ơi. Gì nữa? Quên mất. Anh ơi, cho chị cái mẫu này màu cũng có màu còn màu hồng nữa đi luôn đúng không? Cho các xem thôi đúng không? Mà cũng ngay trong nhà cũng mua được bà đôi ngón không sao mà. Cái duy nhất mà em vừa. Đây, cho chị một cái túi này đi. À, ok, yêu. Đây, nói chung là đừng có chê em ra đồ bánh bèo. Rồi như vậy đây đi. Còn nhiều đồ vậy style này, lắm luôn đó. Năm, em tặng chị cái túi này đi, còn đồ thì chị mượn rồi. Rồi, okay. Dễ thương nè. Bây giờ đang là thân thiện với môi trường cho nên đúng rồi, chính xác. Mình sẽ thay vì mình sử dụng những cái túi hàng nó đắt tiền thì mình có thể là hiểu đó. Em cũng vậy đó. À, mọi người cái mẫu mà Phương đang mặc ấy, cho Phương uống thử màu hồng này. Phương thích đẹp vai không? Đấy chưa đúng không? Tại vì Phương rất là hợp với gì đó, bèo. À, bánh bèo. Trời giống em. Ren. À, bánh bèo, ren, biết rồi nói chung mà. Nhưng mà thật sự đến cái này, khi mà mình lên thiết kế thì nhìn nó không hề xến tí nào hết trơn á. Mẫu này là tụi mình nghĩ ra hôm qua tôi tranh thủ PR sản phẩm mình một xíu là phải đó không đúng rồi đúng không cao kê luôn rất là dài dặn được cái là nhìn cái form và... sẽ đứng đúng rồi khi mà mình chỉ cần đặt cái đầm lên thôi là mình đã thấy cái form rất là cứng cáp rồi nên rất là đẹp dễ sẽ bạn ốm thì cũng sẽ thấy mập mà bạn mập thì cái form nó đứng nhìn đúng rồi nó cũng bị ra vô một luôn dạ chính xác của mình nè cái này ok nè em thử cái hồng đinh mình ăn chị ui em thử cái đâu em mệt đúng không cái gì vậy nói rồi em mệt luôn à à uống nước không quên mất anh ơi cho chị xin miếng nước nào em ơi em thử cái đầm này đi em trời ơi à còn tép đầm tép mất mấy phần em không chọn miếng nước nào miếng nước rồi mình sẽ trò chuyện tiếp ha mọi người ha mùa này là em ra đầm này không em ê Phương nè khách em kêu Phương mặc cái trễ vai này đẹp nè thấy chua nhưng mà em nghĩ là đúng rồi là cũng biết là đẹp rồi nhưng mà mình thử lại thử mất công đẹp quá rồi nhanh ơi lại tặng chị cái nữa không nha nãy giờ chị không có xin tặng cho anh nữa tặng nha nha mình anh nha chị chỉ mượn thôi không mà cái này thì sẽ rất là xinh ha mọi người ha ông cũng phù hợp với những cái biểu diễn như vậy nên mình tập hợp với những biểu diễn nó bánh đầy đồ mà nó dễ thương cho nên là nhà mình cũng không thương anh yêu anh tử uống nước con nhỏ nó hoang mang chưa đây bây giờ em sẽ thử cái mẫu mà Phương thích Phương ừ. Phương rất là thích cái mẫu này em biết mà để chị đọc hình như là ai chị đọc phát bài kia nhà anh đang vô phòng cô rồi chị Hiệp ơi bên đây chị Hiệp 45kg phải không chị Hiệp bên này nè bên này đồ em nghĩ là nó là sự nó hợp với chị Hiệp nè chỗ mặt mũi nè thủa đồ nó te tua hết rồi cả nhà ở đây có nhiều đồ lắm nha tại vì nên gắn cố định cái này nên không có đường ở đây cái nguồn nghệ sĩ của Phương nè đó
hoa bên này rất là dễ thương nè. Kiểu như là mặc cái bộ này mà bây giờ mình đi ở trong cánh đồng hoa ha, hay là cánh đồng cỏ xong rồi chụp hình á, nhìn rất là thùy mỹ đúng không? Nói là bây giờ thì màu trơn nhưng mà không thấy là mấy cái bông này gọi là màu pastel nó cũng còn hoa, nó cũng có dáng yêu hoài luôn á. Chị, mấy cái đồ bên đây là vừa ký với chị luôn á, mà đẹp và lịch sự luôn á. Nè, đầm bông nè, dễ thương quá trời nè. Đúng rồi, cái tùng ở bên dưới nó sẽ dài hơn một chút để em sẽ đẹp đi kìa. Anh ơi, à tôi mua thông cổ thôi. Đúng rồi đó, nhìn thấy thôi chứ nó nặng lắm rất nhiều. Cái mẫu này là hồi đó cô mua của em là hải bông, nhưng mà cái tùng nó sẽ khác nha. Đúng rồi, cái tùng. Nhưng mà khi mà cái form mà mình đã dập khuôn một cái form của bé thì thực sự là khi mà lên form nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Phương, mọi người biết sao không? Tại vì bữa nay thì Phương sẽ phải lựa chọn những cái mẫu mà có tay nhiều hơn. Cái này là mình sẽ chia sẻ thực tế, chứ không phải là cái gì mặc cũng được hết trơn đó. Tại vì mình đang tư vấn đồ trực tiếp mà. Thì khi đẹp ví dụ thiếu mùa hè cũng được nè. Thế em chưa đi giày cao ấy nha. Ví dụ mà Phương đứng cạnh sợ chị ngồi cho em đứng đó, rồi em đứng đi thôi kỳ lắm. Mọi người thấy mẫu đi đâu, mấy lần mình chị thấy đâu à. Thì rằng ví dụ mà mẫu này mà thấy cái kiểu này cho nó, ví dụ mà mẫu này mà mình lắp bó tay vào thì em nghĩ là nó sẽ không được cân đối cho lắm, tại vì cái tùng này nó là tùng dài và mình cởi sang lát thì tôi nghĩ là nó sẽ già. Đúng rồi, chính xác. Khi mà mình ví dụ mà mình mặc đi đâu mà cần lịch sự thì mình có thể khoác nhẹ một chiếc áo, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mình sẽ đi. Màu này cũng như màu hồng. Đúng rồi đó. Chị Phương mua cái này phổ với anh ấy, hình như là phổ mua 2 cái hoa hay sao? Đúng rồi, 2 cái hoa. Tại vì rất là thích cái form phổ với cái này. Tại vì mặc lên nhìn nó rất là một không giờ nữa. Đúng rồi, em nhớ. Em nhớ lúc đó là Phương ghé em mà tròn hơn bây giờ. Mặc cái này cảm giác nó ôm. Nhìn nó vẫn eo, nó vẫn tho và nó lịch sự nữa. Cô quay nghe thì cô quay chương trình cũng nhiều, quay giải thích tiêu rồi quay những bài cá nữa. Tôi nghĩ là chương trình nó đẹp và nó lịch sự. Chị Phương có thích khẩu tay không? Khẩu tay ít thì được. Nhưng như vừa rồi là hơi hỏng khẩu. Như vừa là đẹp vai nha. Cái đó ví dụ như là đúng rồi. Em nghĩ là ví dụ như mà chị đi không, ví dụ mà cuối tuần đi chơi với bé hay là mình đi những cái sự kiện nó nhẹ nhàng hơn, cả nó kín quá thì nó cũng không ổn, đúng không? Mà nó hở quá thì nó lại cũng không đẹp. Em thích nhỉ? Dễ thương nè. Tại vì cái vải caro là cũng đang đi vải thử vải mới rất là dày dặn nên form rất là đẹp đúng luôn á. Ok, em muốn đẹp hơn. À, có rất là nhiều màu á Phương. Những màu sắc rất đẹp. Đã được, ok. Không biết màu nào, em có được 4 màu rồi nè. Dạ, ok. À, để nhìn cho nó ổn đúng không? Phải với lại nhìn nó cặp hơn. Ok. Ok, Phương, cô thử cái đó đi xem ok không? Thì em sẽ tặng Phương cái đó. Tặng hoài. Tặng hoài. Ở chỗ sẽ tặng hoài. Trời ơi, không lên luôn. Trời ơi, em ơi. À, anh ơi, anh cho chị mượn cái mẫu phủ vét được không? Mẫu phủ vét thì đang mãi. À, trong lúc Phương đi thay, mình phải tranh thủ tí xíu. Ví dụ, mẫu đầm màu xanh sau lưng ở bé. Mẫu đó chị vừa mặc mất tiêu rồi. Cái xe thì cũng mặc rồi. Cái mẫu này của chị có tới 4 màu lận nha. Thì anh ra màu hồng, màu vàng, màu trắng và màu đen. Được cái form thì anh bữa nay là bị gầy đi rồi. Nhưng mà mặc thì vẫn hơi rộng tí xíu. Nên là ví dụ mà các chị ở xa cũng yên tâm nhé. Mình nghĩ là cái gầy quá thì mặc đi vừa mà tròn tròn mà không được đâu kìa. Tại vì những cái thiết kế này thì tính áng chừng là sẽ rơi vào tầm 53 cân đổ về là chắc chắn là vừa nha. 4 màu lận rất yêu ơi, màu nào cũng rất là đẹp. Mà kaki rất là dày dặn. Nhiều lúc thì đâu phải là mình mặc những cái đồ đi chơi nó dễ thương nhiều quá rồi. Nhà mình sẽ phải lựa những cái mẫu mà nó lịch sự hơn một tí xíu.
ví dụ như mà đi gặp người lớn hay là đi những cái chỗ mà cần phải kín đáo thì mình sẽ lựa những cái mẫu dễ thương này nhé, mọi người nhớ nhé. Đó, và đây, em cũng muốn mặc mẫu này phải không ạ? Em mặc màu hồng nha. Ok. Cô để em đi xíu. Em xin chào mọi người nhé. Giờ Phương đang ở tại shop Quỳnh Anh A Resort ở trên đường Hoàng Văn Thụ nè. Sao cô chọn màu này không? Tại vì những màu vàng, màu hồng, màu lợp, màu đậm đó, cái màu này nó bật ra. Cảm giác cái màu này nó sáng mà thấy được không? Để ghi lại, để khi mà có sự kiện thì cô sẽ qua để xin mượn Quỳnh Anh để dễ. Cô có màu gì đó mà nè. Em à, thật xẻng mặc caro rồi em không có vậy được. Ok em ạ, ví dụ mà nếu mà cô không có thì cô mang xem cái đi nó sẽ dễ nhìn hơn á. Những cái con mồm của mình nhé. Ok rồi. Dạ mặt này giống học sinh quá. Mà cái này là hết tuổi. Ví dụ mà cũng tương tự như vậy, mình cũng sẽ sử dụng cái chất lên để này. Nếu mà bạn nào mà sợ cái vòng thai của mình nó không được khiêm tốn cho lắm thì mình có thể mình tạo điểm nhấn cũng được. Em nghĩ là được. Đó, nó sẽ có cái điểm nhấn nhiều hơn mà nó làm cho cái người mình sẽ gọn hơn một chút. Có trường hợp đứng gầy quá mọi người thấy được không ạ? Đây cũng bằng một nước xong đổ nó từ đó à, nó sẽ chạy mọi người thấy cái màu đẹp hay là màu xanh không cô này? Màu này là màu xám xanh gì đấy, xám nhá, xám xanh vậy. Là màu xám xanh. Này cũng mới ra luôn đó. Mới đó, đi thử màu lại. Cái màu này nhìn nếu như mà nói thì là nhìn nó tây tây thì nó rất là dễ thương, mà cái màu trung tính thì dễ kết hợp đồ hơn là những cái màu cánh bèo như này. Thử cái đầm xanh sau lưng đi chị ơi. Mua thử luôn mà ta. À, cái đầm 2 giây hả? À, hay là nhảy đi. Em thử cái đấy nhưng mà body cô mặc cái xòe. Tại vì cái em da cả xòe cả body. Nhưng mà em cũng tạm ổn. Cố gắng. Da đầm xanh tím mọng trai. Xám xanh lạ đẹp. Dạ, em cũng thấy nó lạ. Đúng rồi. Mình làm cái đậu xanh đúng rồi, chính xác. À, chắc chỉ mặc cả xòe lẫn ô miên miêu. Ừ, một màu thôi. Tại vì cái màu xanh này là cái mới ra. Rất là đẹp. Ê, từ từ. Thích màu của chị hả Lệ Thu? À, Lệ Thu nó thích màu của chị, đúng rồi. Thật ra là cô biết là màu hồng nó cũng rất là đẹp. Mà chị không thấy bánh đẹp là. Đúng rồi, chính xác. Tại vì những cái màu mà không cũng tùy. Tại vì ví dụ như mà bạn nào mà có nước da mà khó có thể lựa đồ, mà khó có thể kết hợp màu á, thì mình sẽ lựa cái màu hồng nhạt nhạt thì nó sẽ dễ, nó sẽ không bị kém da. Còn Phương trắng thì Phương mặc những cái màu tối tối thì nó sẽ làm bật cái da của mình hơn nhiều. Trời ơi, ai biết đâu. Thế là trắng rồi đó. Em bữa nay em đi chụp hình ở ngoài em bị lên hết rồi. Em thấy gì đây? Trắng hơn em. Trời ơi. Trắng hơn em. Bữa nay sao có ngại. Không tin được. Không tin được. Chị mượn. À, mọi người có phải là cái mẫu này đúng không? Mẫu này là mẫu xuất sắc nhất mà rất là tâm huyết, chưa có thời gian để chụp luôn á. Nhưng mà cái này là cũng ra cả xòe lẫn cả ôm. Phương thích xòe hay ôm? Phương thích ôm hả? Đâu không, chị nào cũng vừa bảo Phương mặc xòe hay ôm á. Ôi, nhiều quá. À, vậy thì cho Phương quyết định ha, cho Phương lựa ha. Mặc nó hơi thường của bình thường, mặc ôm ôm ok. Cứ mặc ôm xong con đi là cho gót, em mặc xòe ok ha, đúng không mọi người?
ôm sẽ hơi bị kén, mà Phương sẽ thử cái hơi khó một chút để coi coi thì đổ qua xe. Ok, bây giờ mình nói chuyện được bao lâu ta? Ê, Phương mặc xòe đẹp hơn. Nhưng mà mọi người biết sao, chị Phương vẫn lại thích nhìn sang chảnh một chút, nên là chị Phương sẽ mặc ôm. Còn Quỳnh Anh là thuộc khi cũng vẫn bèo, nên là Quỳnh sẽ thay xòe thử ha. Rất là đẹp, mẫu này thực sự là hôm qua khi mà Quỳnh đăng hình xong thì hiện tại là sót còn màu xanh thôi, chứ nó có tới 4 màu, rất là đẹp, đẹp lắm luôn á. Quỳnh sẽ mặc thử nữa ha. À, áo form rộng Mickey em yêu nào vừa hỏi nhanh thì đợi Quỳnh một tí xíu được không? Quỳnh sẽ chụp hình nhanh rồi Quỳnh đăng lên nha. Cái bộ sưu tập mà hôm qua mình đã ra mẫu mới rất là nhiều. Một chiều, một chút xíu nữa chiều nay Quỳnh sẽ chụp hình nha mọi người ơi. Thì khi mà Quỳnh chụp hình xong, Quỳnh sẽ đăng lên liền nhé, để cho những bạn nào mà không coi like được có thể sẽ xem được đủ mẫu nha. Mẫu mới rất là nhiều. Mọi người nếu mà yêu quý Mai Phương, yêu quý shop cũng như là mẹ Bu nhanh thì nhớ chia sẻ và ủng hộ nhé. Mong mới tính ra rất là nhiều, nhiều lắm luôn. Hiện tại thì tất cả đều đã có hàng đầy đủ ở shop nha mọi người. Cũng hay lắm quá à. Không biết có vừa không? Ta chiêm ngưỡng coi. Ôi, có thông tin luôn. Có thông tin luôn. Cho chị mượn cái đôi giày đi. Đây, phương ra trước đây này em phải đi ra đúng. Đẹp quá à. Đúng rồi, nhớ làm nhiều màu lắm nha. Này là hoa mắt rồi, không biết lượng màu này hơn rồi. Đây, đồ đẹp quá. Một cái màu, mà tôi cái màu mà Phương nghĩ là nó, Phương nghĩ là nó sẽ hơi khó mà. Tại vì mọi người thấy ô đúng rồi, nhưng mà Phương mặc lên được không ạ? Chưa có lại trên. Mọi người thấy kiểu này là kiểu này là ôm đúng rồi, kiểu không miếng bên đây như miếng mèo nữa đó, như là cái này cái cá phải đuôi vậy. Ở cái này cái Labi thích trời ngã luôn rồi đó kìa. Bà Labi thích cái dụng này lắm nè. Vậy mọi người thấy mặt được không ạ? Phương nghĩ là cái này cũng không kén lắm đâu nha, tại vì Phương 1m55, Phương khoảng tầm 1m6, 1m8 mà nhìn cũng không có. Màu xanh thì Phương mặc có mấy màu mà có. Màu của chị Phương đây. Em mặc đây. Đó. Ừ đúng rồi đó. Ê em đứng bên em che cái tà của chị mất. Cái vải này là mình mới đưa, mới đưa ra. Rất là đẹp, thì đẹp quá. À. Ê cái này có tới 4 màu nha, có màu da. Mình phát hiện mình đúng là 22 tiếp rồi luôn á nha. Quỳnh Anh vai ngang phải không? Ờ. Chị là vai xuôi á. Vai xuôi là sao? Tức là vai của chị đó, nó đổ xuống chứ nó không có cái cặp ngang. Thường hồi xưa thì người ta không thấy phụ nữ vai ngang, sau này có vai ngang thì mình cảm thấy mặc đồ đẹp. Tại vì nó to thì phải. À mà cái này em gầy đi nữa. Cho nên em cầm nhìn nó sáng xương đúng mà cảm giác như vậy thì hồi xương mập là không thấy vai luôn á, chứ hai cục gì đâu mà. Mọi người thấy ôm đẹp hay xòe đẹp? Dạ mình lên chọn đi. Phương không, nếu mà là Phương thì Phương sẽ lựa chọn thế nào? Em nghĩ là chị mặc body. Tại vì đồ xòe của chị rất là nhiều đúng không? Chính xác. Thì body nó sẽ tôn cái dáng của mình hơn, sang trọng hơn. Cái này thì nó dễ thương, mà chị thì người thấy chị là cái gì dễ thương. Đúng rồi, chính xác. Tại vì khi mà gắn kết với chị hay là gắn kết với em Arisop cũng vậy, là mọi người sẽ đều nghĩ là tại vì nó thích cái gì. Cái này là xếp tà nha. Đây quay một vòng, đằng sau body. Nói chung là mọi người đừng nghĩ là những cái thiết kế mà đẹp thì với điều kiện là người mẫu mặc phải đẹp, thì không có quan trọng người mẫu
mẫu hay là gì đâu, thật sự mà quan trọng là cái đồ mình đẹp mà mình mặc lên mình cảm thấy nó đẹp và nó tự tin, mình cảm thấy tự tin với cái bộ đồ của mình là được, và nó đúng rồi, nó hợp với lại cái bản thân của mình là được, chứ không phải. Nhưng mà cũng hay ha, tại vì cái chất liệu này nè mọi người nhìn vào sẽ sợ bị mọt nè, đúng rồi, tại vì nó hơi bong bóng, nhưng mà tại vì nó thiết kế hợp lý á cho nên mọi người thấy là cái ánh của nó sẽ cảm giác mình sang hơn, không có bị mọt, đúng rồi chính xác. Mà đây là mình đang quay trực tiếp tại shop nên là thật nhất những gì có thể luôn, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha, cho chị mượn cái màu luôn. Mẫu xòe của anh cũng có rất là nhiều màu nhưng mà hiện tại là bán hết trơn rồi, còn màu xanh thôi, nếu mà màu xanh là màu bán chạy nhất, còn cái mà Phương đang mặc của Phương mặc có màu nâu đó, bán rồi hả? Vậy là bây giờ mình còn có trắng nữa này, trắng, hồng, đen, đúng không? Còn cái Phương Phương chọn thế nào? Tôi sẽ chọn màu đen với màu xanh này. Đúng rồi, chính là màu đen là màu dễ nhất, đúng rồi. Màu đen là màu dễ nhất luôn, nó sẽ nhìn rất là sang. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà đáng yêu á, hoặc là da trắng á, hoặc là cái gu bánh bèo giống như của Nhanh chẳng hạn, thì tất nhiên là không thể bỏ qua cái màu hồng. Đúng rồi, sự là rất là hợp nhau. Đẹp quá. Có miếng nước không bà Rông? Tự nhiệt ngồi xuống đi. Để các bạn đứng ngồi. Thấy không? Ngồi đó con. Xoay người hai cô. Ê trời ơi. Mấy con xoay người cái cho khán giả. Rồi ok, để Hương xoay một vòng cho nhiều người nhìn. Cho nó ok. Sao không phải kêu tôi xoay vậy? Nó đâu rồi? Ở đây nè. Ở đây nè. Ủa? Ê. Vẫn mình vẫn đang like mà ta, đúng không? Rất nặng hả? Có phải rất nặng không? Thôi thôi chị nha. Cái này chị có phải chuyện này đưa tôi. Đấy hả? Nhưng mà like như vậy thường là chị nghe mọi người nói cái gì mới được mới rồi đi. Nhưng mà hôm nay để xem bộ phút là nó sẽ thích. Ờ, đây hả? Em coi được không nào? Anh thử coi. Ổn mà đúng không? Vẫn ổn, Phương ơi. Màu rêu lạ. Huyền Trân, em lấy một cái body màu xanh nha chị, là cái của chị hả? Đúng rồi. Còn chị lấy có xòe nữa nha, xòe cũng đẹp lắm nè. Kính quên mất à? Cái xòe này là dung nha mọi người, bên trong là quần nha. Nên là ví dụ mà có đi đâu mà sợ cái vải nó mỏng, nó có bay thì hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên là mình không thể vén lên được, nhưng mà bên trong là quần, bên trong lúc nào cũng sợ.
mặc vừa hôm 45 đúng không? Hả? Nhưng mà 47. Nhưng mà gì đó nó cũng có độ co giãn. Nó có độ co giãn nha, nên là bạn cứ inbox cho những cái sinh về số đo 3 vòng nhé, để anh tư vấn thì nó sẽ kỹ hơn. Đang nói lên làm xanh thì mặc đẹp á hả? Đẹp không? Đúng rồi. Nó có 4 màu lận. Màu trắng, màu đen, màu hồng dâu cũng đẹp lắm nè. Nhìn nó trắng da đúng không? Đứng lên cho một cần. Đây, Phương ơi. Đấy em vừa bảo Phương là mình đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi một cái mẫu gen này đi, tại vì nãy giờ vải có nè, lụa có nè, kaki có nè, đúng không? Rồi đi chơi đi chơi rồi đi sự kiện khá là nhiều. Giờ mình thử một cái gen đi ha. Hai mình thử một cái gen đi ha. Ok. Tại vì cái gen này khi mà mình mặc nó sẽ có cái độ sang trọng rất là dễ thương. Phương thử màu nào? Phương thích màu nào? Trắng hay sang? Trắng. Trắng, ok. Trắng rất là sang. Sang lắm luôn. Ok, Phương thử trắng đi, em sẽ thử mẫu trắng đen này. À, đây, đúng rồi. Vô hai người. Tại vì để em ra hết. Đây là lúc của em. Đây là bà xoay.
được, dễ thương, nhưng mà có điều kiện là cái mà mình đi nó cần lịch sự không? Sự kiện đúng rồi, mà lại phải có tay đúng không? Ừ, đúng rồi, thì có rất là nhiều, có rất là nhiều bạn cũng ngại cái phần bắt tay, nên là hay bảo nhanh là tư vấn hoặc là hay lên những cái mẫu đi tiệc thường là có tay nhiều hơn, mình mặc có tay thì mình sẽ che được khuyết điểm nhiều hơn á. Nhưng mà cái thiết kế này thì không có tay nhưng mà em nghĩ là nó che. Đúng rồi, nó vẫn che được. Ví dụ như là bạn nào có bị bắp tay hay là bị vai thì mình vẫn có thể che được hết tất cả đúng không? Đó. Cái gì dễ thương mà, cái gì nãy giờ là chỉ thích cái nhưng mà em thì em lại thích cái này. Đó, em lại thích cái tùng này. Đấy, khi mà mình phối, mình cắt vải như thế thì rất là cực. Đúng rồi, làm rất là khó luôn. Và những cái vải, đúng rồi, và những cái vải mà mình nhập ấy thì mình sẽ nhập theo đợt. Đó, chứ không phải là lúc nào cũng có sẵn. Đó, cái vải đặc biệt là quan trọng cái vải nha mọi người. Cái vải mà em ra là phải nhập, chứ không có sẵn. Ví dụ cái đợt vải này hết, đợt vải tiếp theo thì nó sẽ phải khác nữa. Thì mình không phải là mình ra mỗi mẫu này mà mình ra mẫu khác nữa. Đây là cái hay ở cái chỗ mà mình hay ra hàng cho khách ít khi bị đụng lại là vì vậy đó mọi người. Thế là hôm nay cái được bao nhiêu bộ ta? Bây giờ nhiều quá không đếm luôn. Thì chút nữa sẽ ra gì nhỉ? Sàng lọc và sắp lại. Và trong số đó thì em sẽ tặng Phương bộ ha. Còn lại là mua cũng được hoặc là cũng được. Đúng không? Mà mọi người thích con Phương mặc mẫu nào cứ comment đi, Phương sẽ nhìn theo cái số đó. Phương sẽ nhìn theo cái số đông này à. Phương lựa, đúng không? Và nói chung là đồ của bên sách của Nam thì Phương nghĩ là nó cái giá tiền của nó sẽ phù hợp với lại kể cả những người bệnh nhân luôn. Dạ đúng rồi, và chính xác. Bộ mà đi nhận tiền á, mà mình không có bị cái cảm giác là mặc cái bộ đó lên nó bị không bị sợ bị trở thành tâm điểm. Đúng rồi, nó bị quá. Và nhiều khi cái bộ đồ đó nó cũng mắc tiền quá thì mình sẽ lại sử dụng nó cũng không có đáng. Mình tìm được một bộ đồ mà kiểu là nó sẽ trung tính, tức là trong một sự kiện quan trọng mình mặc cái bộ đồ đó người ta vẫn thấy là nó vẫn phù hợp, nó vẫn có lịch sự và nó vẫn đẹp. Hoặc là như bình thường đi chơi mình mặc cái bộ đồ đó thì mọi người chỉ thấy là mình xinh hơn ngày thường một chút xíu, đừng có để mà nó mọi người nói làm lố. Làm lố đúng rồi đó, chính xác. Nói chung mà những cái đồ mà thiết kế mà quý gia thì đâu có không có nhất thiết là phải quá là cầu kỳ đâu. Thì nói thiệt có rất là nhiều mẫu thì may cũng rất là khó, rất là cực và rất là kỳ công, nhưng mà khi mà lên cái thiết kế thì nhìn nó cũng nhẹ nhàng và nó cũng đủ cái độ hai người, cái độ sang trọng để mọi người có thể đi tiệc hoặc là đi chơi. Fan của Mai Phương nói là giờ tặng cho chị Mai Phương hết đi rồi, mốt fan chị Mai Phương lên ủng hộ. Đúng không? Nhưng mà mới điều không phải là tặng hết mà là quan trọng là phải tặng cái Phương thích đúng không, phải cái chị thích chứ. Bây giờ mà mình có tặng cái người ta không thích thì cũng đâu có không vui luôn, thì cũng không vui mấy đứa mướn thôi có đâu. Mà thật sự là trước đây thì chị có mua đồ của nhanh rồi em biết, là nhưng mà bây giờ thì cái chị nhận xô thì nó sẽ ít hơn so với ngày xưa. Thì thứ nhất là phải quan trọng là sức khỏe lắm. ai mà không ham, nếu mà em là chị em cũng rất là ham nhận xô lắm, nhưng mà mình phải quan trọng cái sức khỏe của mình nữa thì đó, nên là sẽ nhận cái ít xô hơn. Nên là không phải là mọi người thấy chị Phương mỗi một lần xuất hiện là phải một bộ đồ nó phải cầu kỳ hay là nó phải hoành tráng đâu, mà em nghĩ là những cái thiết kế bên em nó đáp ứng đúng không, mình sẽ mặc không bị nhàm chán đúng không, mà nó lại vừa nó phải dùng một từ nữa là nó giản dị nữa, nó không có quá diêm dúa, không có quá thì chúc cho cô chủ Quỳnh Anh sẽ càng ngày càng ra những cái thiết kế sẽ hợp với mọi người và sẽ được nhiều người yêu thương nhiều hơn và cũng sẽ có đồ cho mình vượng nhiều hơn. Tất nhiên nhưng mà cũng hay hy vọng là mình có xô mình khỏe hơn. Đúng rồi, mình chắc là phải sức khỏe xô. Chứ có phải có sức khỏe không? Em cũng phải khỏe, em phải khỏe, em ra được nhiều mẫu đẹp. Phương cũng phải khỏe đúng không? Phương nhận được nhiều xô hơn thì lúc đấy thì mình sẽ được diện nhiều đồ đẹp hơn đúng không? Đấy là cái quan trọng nhất đúng không? Đó, nãy giờ làm phiền mọi người mất một tiếng rồi đúng không? Cho chị mượn cái máy được không? Đúng không? Đúng không?
Em còn lai nữa, còn lai đổi nữa. Em hả? Chắc đúng rồi, mọi người bây giờ là cũng bây giờ là lấy thời gian của mọi người hết cả buổi trưa rồi. Cảm ơn mọi người đã ngồi xem Quỳnh Anh và chị Phương chia sẻ này, cũng như là chọn đồ tư vấn để chị Phương lựa chọn đồ đi chơi, đi tiệc và đi diễn. Đó, thì rất là cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ủng hộ cho Quỳnh Anh cũng như ủng hộ cho chị Mai Phương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em bản thân em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Thì đâu, cảm ơn gì đó để nhờ tài là. Thật sự là trong đúng rồi, chính xác, nhưng mà chị biết sao, em không phải là có mỗi một mình, thật sự là mình không thích khoe, không bao giờ thích khoe hết á. Nhờ nghệ sĩ mà mua đồ mình rất là nhiều, nhưng mà mình cũng sẽ không bao giờ tát tên hay là PR nhiều để giới thiệu mình nhiều đâu. Thì cái đấy là cái quyền riêng tư của người ta nữa. Nên là hôm nay là chị Phương, thứ nhất là đúng là chị là khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm rồi, từ cái ngày mà mình anh còn chưa rời shop về đây cơ. Nhưng mà hôm nay khi mà chị khỏe mạnh, chị thấy em không lựa đồ, em rất là vui, sẵn lòng. Ví dụ mà trong các show diễn tiếp thì em sẽ Arisop Tân Hạnh được tài trợ. Em cứ ra một mớ em nhớ gọi chị tới đi thử sao. Đúng rồi, đồng hành cùng trên những chặng đường sắp tới. Thử sao để có gì chỉ cần gọi đấy. Ôi mà chị sợ quá, với tình hình này chắc lúc gọi cái chị ơi mẫu đây em hết rồi. Chị ơi mẫu đây em không còn nữa hết hàng. Ví dụ khách cũng ở thế chưa gì đã hết hàng. Nhưng mà không phải, ví dụ mình ra số lượng nhiều để mình bán, mình kiếm lời cũng được. Đấy là cái phương thức mà mình kiếm tiền. Thế nhưng mà như thế thì nó sẽ bị đại trà rất là nhiều, đúng không? Nó sẽ bị đại trà rất là nhiều. Nên là thường mình hết hàng là mình sẽ ra mẫu mới liên tục. Đó, đấy là cái cách thức mà em làm từ xưa đến nay. Nên là khi mà khách quay lại mẫu rất là ít và không bị đụng hàng nữa. Thì mọi người cũng sẽ yên tâm là sẽ luôn luôn có hàng mới, đúng không? Đúng rồi, hàng mới liên tục. Và nếu mà các bạn ở tỉnh thì cũng hồi nãy mình gửi số đo. Dạ đúng rồi, chính xác. Ví dụ mà nãy em thấy có mấy chị mà lăn tăn về ở tỉnh xa hay là về số đo thì cứ hoàn toàn yên tâm nha. Em dạ lúc nào em cũng nên cũng tư vấn trực tiếp liên tục luôn và gửi hàng cho các yêu ở tất cả mọi nơi luôn. Cô cũng thế, mai mốt bận quá hôm qua em được thì em xếp tới cho. Không sâu gì thì cứ nhắn rồi em xếp tới. Cảm ơn Phương mà đến đây. Cảm ơn cả mọi người nữa thì ngồi cùng với Quỳnh Anh và chị Phương trò chuyện và thử đồ, lựa đồ nãy giờ, tư vấn nãy giờ, tư vấn rất là nhiều mẫu luôn. Rất là cảm ơn mọi người. Đúng không? Mọi người chọn đồ giúp Phương, nhà mọi người cũng quan tâm đến Quỳnh Anh và shop nữa. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ là mình nghỉ trưa một chút ha, và Quỳnh Anh sẽ chiều nay mình sẽ cập nhật những cái mẫu mới nhất, chụp hình và đăng lên để mọi người cùng đặt nhé. Khách hỏi nhiều quá, bây giờ mình sẽ inbox nha. Chứ trễ quá rồi, mình làm việc mọi người cũng cả một buổi trưa rồi. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Chắc Phương chào tạm biệt cái này này nha. Tại vì Phương cũng phải về ăn trưa rồi. Một lát nữa nếu mà được cái gì thì Quỳnh Anh cứ lại cho các bạn. Okay. Các bạn dễ lên đồ ha. Dạ. Lâu lâu mới qua để hai chị em trò chuyện với lại cũng nhờ like Quỳnh Anh để chị được mua món đồ. Nha, cảm ơn cả nhà nhiều. Chúc cả nhà vui. Hẹn một ngày nào đó sẽ được gặp lại mọi người cũng ngày một năm. Cảm ơn mọi người nhiều. Dạ.